chào mừng toàn thể tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Cô chú anh chị ơi, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2021, thì Thái Học lại gửi đến cho cô chú anh chị tất cả các sản phẩm mà Toyota Tăng Cảng đã hoàn tất xong gói Maruguri. Có thể xem xe, cô chú anh chị có thể xem xe ha, và bên Học có thể giao xe ngay cho cô chú anh chị trong ngày. Còn về bên Toyota Tăng Cảng thì Học xin phép báo với cô chú anh chị là đang có nhu cầu mua tất cả các loại xe ở tất cả các tỉnh, từ Lâm Đồng đảo lại miền Tây ha cô chú anh chị. Bên Học có chương trình thu mua xe cũ tặng nơi cho cô chú anh chị nè. Còn về khi mà cô chú anh chị bán xe cho Toyota Tăng Cảng có rất là nhiều cái lợi nha cô chú anh chị. Thứ nhất là ví dụ như là cô chú anh chị khi mà bán xe cho Toyota Tăng Cảng bên Học, thứ nhất cái lợi đầu tiên là cô chú anh chị không cần phải đi đâu, gửi cho Học hình đầu xe. Học nghĩ là hiện tại thì cô chú anh chị nào cũng đã có Zalo rồi. Nếu mà mình không có thì gia đình mình thế hệ trẻ con cháu cũng sẽ có. Cô chú anh chị gửi cho Học hình đầu xe nè, rồi cái thẻ đăng kiểm, rồi cạc vẹt cộng với km, thì Học sẽ trình cho sếp Học báo cho cô chú anh chị cái giá. Cô chú anh chị ok xong rồi, Học kiểm tra xong lịch sử phạt nguội rồi đó, xong thì bên Học sẽ tiến hành đến nhà cô chú anh chị luôn để xem xe. Khi mà xem xe xong thì Học sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị làm thủ tục mua bán xe trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ là xong giao dịch nha cô chú anh chị. Còn cái lợi đặc biệt hơn nữa là khi mà cô chú anh chị bán xe cho bên Toyota Tăng Cảng là cô chú anh chị được lưu vào khách hàng tiềm năng. Sau này cô chú anh chị có thể mua sản phẩm mới hoặc là những sản phẩm mà cô chú anh chị muốn nâng cấp lên thì sẽ được ưu tiên và ưu đãi hơn những khách hàng nào mà mua một bán một hay cô chú anh chị. Còn khi mà đã được mua bán tặng nơi rồi thì cô chú anh chị được thêm cái nữa là bên Học sẽ, ví dụ như những trường hợp mà cô chú anh chị nào mà xe đang còn vướng ngân hàng á, thì bên Học sẽ hỗ trợ cô chú anh chị nè, mang tiền mặt đến ngân hàng nhận cặt vẹt ra, xong rồi mình mới ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng. Đó là cũng là một cái lợi cho cô chú anh chị. Và cái thứ hai nữa, sau khi mà cô chú anh chị bán xe cho bên Toyota Tăng Cảng bên Học thì bên Học sẽ là người đi xóa giải chấp cho cô chú anh chị luôn, tức nghĩa là đi hủy nợ trên bộ công an. Đó là cô chú anh chị thấy có lợi chưa. Còn cô chú anh chị nào mà bán xe cho bên Toyota Tăng Cảng sẽ không có bị cái trường hợp giống như là những trường hợp ủy quyền, giống như những anh chị ở ngoài salon hay làm. Đó là khi mà bên Học mua là mua đất bán đoạn, trong cái hợp đồng có là cái mục là khi mà bên Học đã ký hợp đồng thì lúc đó bên Học sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý cái xe của mình. Đó, còn sau khi mà bên Học thu xe của cô chú anh chị về á, thì bên Học giống như chiếc xe 72 này nè, là bên Học đang đợi chờ sửa chữa nè. Đó, bên Học có rất là nhiều xe đi tỉnh nên là cô chú anh chị yên tâm ha, không có giống như nhiều chỗ khác mà khi mà mua chiếc xe này người ta sẽ lấy xe này người ta đi khắp nơi để người ta coi xe. Nhiều khi trường hợp phạt nguội xảy ra thì cái sau chưa khi mà chưa được mà chuyển tên thay đổi của cái nguồn gốc tài sản thì cái giấy phạt nguội nó sẽ gửi theo gốc là gửi lại cho cô chú anh chị, nên là cái những cái trường hợp đó rất là phiền ha cô chú anh chị. Đó, còn bên Học thì xe demo ở bên đây nè, ở xe demo Học đi rất là nhiều. Đó, nên cô chú anh chị sẽ được cái lợi mà bán xe cho Toyota Tăng Cảng. Còn chẳng hạn trường hợp giống như là cô chú anh chị nào đang có xe mới mà đang có xe đã qua sử dụng mà chúng ta đổi Vios thì bên Học sẽ làm chương trình tốt nhất có thể cho cô chú anh chị ha. Và sau đây Thái Học xin phép gửi cho cô chú anh chị tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt tại showroom xe cũ Toyota Tăng Cảng. Còn đối với xe cũ mà bên Học bán á, đều có giấy chứng nhận cho cô chú anh chị, là những cái mà đáng lo ngại nhất là thứ nhất là không đâm đụng nè, thứ hai là ngập nước nè, thứ ba là tua km, thứ tư là xe pháp lý không rõ ràng, không sang tên đổi chủ được. Cô chú anh chị mua những cái tài sản mà như là ô tô ha, thì thí dụ như nó là cũng đã hơn 500, thường thì nó là hơn 500 triệu rồi, nó giống như là một cái nhà rồi, nên là cô chú anh chị đụng vào bốn trong những trường hợp đó thì nó rất là đau lòng ha cô chú anh chị. Rất là khó là giao dịch chiếc xe mình mua về không biết bán cho ai. Chẳng hạn giống xe đâm đụng, cô chú anh chị mua 500 triệu đi, chạy mới có 1 tháng là kêu bán là 250, thì cái điều đó là cái điều mà tối kỵ nhất khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm ô tô cũ nha cô chú anh chị. Đó, rất là đáng buồn đó. Rồi, để không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Thái Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá tất cả các sản phẩm mà đã hoàn tất xong gói Maruguri tại Toyota Tăng Cảng vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Xin mời.
Và đầu tiên là mẫu xe Camry Q 2019. Xe chạy được 10.500 cây, xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, có giá là 1.235.000 đồng, xe màu đen, nội thất màu kem. Xe có phim cách nhiệt sẵn rồi cô chú anh chị. Đó, xe màu đen. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mẫu Toyota Atix. Thì Atix này cũng đã được khách bên Học mua rồi. Và sản phẩm này cách đây ngày hôm qua thì Học có đăng clip quay đánh giá chi tiết là cô chú anh chị. Ford EcoBox, xe sản xuất vào năm 2018, đi 96.000 cây. Đây là mẫu SUV gầm cao, có giá là 515.000 đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe này xong gói Maruguri thì xe này ra về ngoại thất thì như mới cô chú anh chị. Nội thất thì nội thất da màu đen, rất là đẹp. Ở cô chú anh chị đi một vòng xe với Học ha. Xe này là phiên bản Titanium. Ở xe có cam kết cho cô chú anh chị là không ngập nước, không tua km, không đâm đụng, động cơ và hộp số phải còn nguyên zin. Ở xe này mâm tới R17 cô chú anh chị. Ford EcoBox. Động cơ 1.5, hộp số tự động. Đi 96.000 cây, sản xuất 2018, giá là 515.000 đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rất là hợp lý cho cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền biển số 20.000 ha. Xe màu quạt rất là đẹp. Đã được hoàn thành trong gói Maruguri của Toyota Tăng Cảng. Nên sản phẩm này về ngoài ngoại thất thì và nội thất thì mọi thứ đều ok. Nội thất thì bên Học đã diệt khuẩn khử mùi, tách ẩm mọi thứ. Còn động cơ thì bên Học kiểm tra 176 hạng mục, bao gồm lực phanh, đèn tín hiệu, tất cả các dung dịch, độ gốc, căn chỉnh gốc lái, camber, caster. Còn đây là mẫu Vigo, xe này bán rồi. Toyota Atix 2.0, có lẫy chuyển số thông minh, mẫu Sport. Về ngoài thì có clip body kit ha cô chú anh chị. Mẫu này là mẫu 2.0 này, 2010, đi 161.000 cây. Có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng là 460.000 đồng. Xe nội thất da màu kem. Nội thất da màu kem ha cô chú anh chị. Đó, mọi thứ có ốp gỗ đồ như là Camry ha, có lẫy chuyển số thông minh. Xe này thì vẫn giữ cho mình cái đầu CD. Đầu zin. Ở cô chú anh chị nào mua xe này thì lắp thêm cho mình cái đầu Android nữa thì quá là tuyệt vời rồi. Xe này giá chỉ bằng một chiếc Vios E 2019 2018, nhưng chúng ta sẽ có một cái mẫu Atix Sport. Mẫu này chạy sướng lắm quý vị. Phân khúc C thì Atix về độ bốc thì nó cảm giác thì nó cao hơn cả Camry luôn nha cô chú anh chị. Đó. Phân khúc C chiếc xe này và chiếc xe Honda Civic là những chiếc xe bán nhiều nhất trên thế giới nè. Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Toyota Atix 2.0, được sản xuất vào 2010, đi 161.000 cây. Có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng là 460.000 đồng. Xe màu đen. Còn đây là mẫu Toyota Camry 2.5G. Xe này mang biển số Vũng Tàu, chạy 61.000 cây, sản xuất vào năm 2014. Màu vàng cát cô chú anh chị ạ. Xe sử dụng nguồn sáng LED nè, bi projector, có cảm biến gốc, ghế da màu kem. Đối với Camry thì có viền khung kính nè, mạ rơm, tay nắm cửa mạ rơm, viền lườn xe cũng là mạ rơm. Đó, mọi thứ đầy đủ cho một chiếc xe sang ha cô chú anh chị. Một điều đặc biệt Học rất là thích chiếc Camry này, có cái nút điều chỉnh ghế phía trước bên phải cho người ngồi phía sau. Chứng tỏ là người ngồi phía sau là những quý cô chú anh chị gọi là thuộc đẳng cấp thương gia. Ở xe thì có ốp gỗ nè, nội thất da màu kem rất là sang trọng. Nội thất da đục lỗ. Xe này cũng đã được bên Học và hoàn tất xong gói Maruguri. Trong nội thất thì diệt khuẩn khử mùi, tách ẩm. Còn gầm xe và động cơ kiểm tra 176 hạng mục. Còn xe thì xe chính hãng có cam kết cho cô chú anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Nên cô chú anh chị mua những sản phẩm bên chính hãng thì an tâm nha cô chú anh chị. Xe có camera lùi nè, 4 cảm biến gốc, 2 cảm biến lùi, 4 cảm biến gốc.
hai bên phía trước và phía sau. Đó, xe thì trong cái dáng xe này rất là đầm hay cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào đứng tuổi khoảng hơn 35 đi với xe này thì nó rất là đẹp. Đó, nó phù hợp với lứa tuổi ha. Camry, mẫu Camry đầu vuông. Đó, bên Học thấy hai chiếc thì bên Học đã bán xong một chiếc rồi, thì hiện tại còn lại một chiếc ha. Đó, rất đẹp, học sinh nhắc lại Camry 2.5G sản xuất 2014 đi 61.000 cây, có giá là 715 triệu đồng. Đó, biển số thành biển số Vũng Tàu. Động cơ thì dual VVTA. Đó, xe Camry cô chú anh chị. Còn đây là mẫu xe 7 chỗ số tự động của Toyota. Rush. Xe này là xe gầm cao. Được sản xuất vào năm 2018 đi 79.000 cây, có giá là 610 triệu đồng. Xe gầm cao. Đây cô chú anh chị. Vỏ xe này là vỏ mâm R17 ha, mâm hợp kim nhôm, mâm sắn. Đó. Đèn thì đèn full led, ga lăng thì thiết kế tĩnh điện có nhiều gập. Đó, rất là trẻ trung. Còn về form xe thì như là một cái chiếc xe MPV, một chiếc xe tiện dụng, có cái phần khung cái có phần thùng rất là rộng, 7 chỗ rồi ngồi thoải mái cô chú anh chị ạ. Động cơ dual VVTA ha, 1.5 2 cam thông minh. Xe khởi động thông minh. Số tự động 7 chỗ của Toyota. 610 triệu đồng 2018 đi 79.000 cây. Hiện tại thì sản phẩm xe mới những cái xe Rush này thì cũng đã trên thị trường cũng đã sắp sửa hết rồi cô chú anh chị. Có nhiều đại lý thì hiện tại cũng phải đặt hàng mới có liền ha. Xe này đã được chủ trước gắn phim cách nhiệt, viền che mưa, đầu DVD. Xe này thì đã có cho mình bộ ghế da màu đen nè. Đấy cô chú anh chị. Xe này hầu như cũng đã đủ phụ kiện rồi ha. Nên cô chú anh chị mua giờ chỉ việc sử dụng thôi. Và đây là mẫu Toyota bán tải Hilux. Xe này sản xuất vào năm 2019 đi 15.000 cây. Hôm nay giá giảm chỉ còn 600 triệu đồng. Một mẫu xe động cơ 2.4 hộp số sàn. Đó. Động cơ thì giống như động cơ Fortuner cô chú anh chị. Đó, rất là bền bỉ. Xe Hilux. Xe này ghế da nỉ. Đó, chỉ có phim cách nhiệt thôi. Mọi thứ đều là nguyên zin. Đầu CD zin. Có bọc chăn. Học sinh nhắc lại xe này hôm nay chỉ còn có 600 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay liên hệ cho Học để sử dụng sản phẩm này. Xe này thì hoàn toàn giống như là chiếc xe mới. Mẫu xe Hilux bản E, số sàn, máy dầu 2.4 lít. Đó, xe đã lên cái nắp thùng thể thao nè. Đó. Xe này thì Học cũng đã quay chi tiết đánh giá rồi. Vỏ đồ còn zin hết. Máy móc thì cam kết cho cô chú anh chị còn nguyên zin, chưa đụng máy và hộp số. Còn xe thì bên Học cũng cam kết là không ngập nước, không đâm đụng, không tua km. Có giấy chứng nhận của Toyota cho cô chú anh chị ha. Xe chỉ đi mới 15.500 cây. Học sinh nhắc lại, xe Hilux 2019 có giá là 600 triệu đồng. Camera phim cách nhiệt, camera dè phim cách nhiệt, đầu DVD. Có giá là 600 triệu đồng mà cô chú anh chị. Còn đây là mẫu Avanza, cũng là một dòng xe 7 chỗ khá rộng của Toyota. Xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc ha. Giá 540 triệu đồng, sản xuất 2019 đi 65.000 cây. Hiện tại bên Học đang còn chiếc 2018 màu bạc, giá là 504 triệu. Avenza, xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha cô chú anh chị. Xe có camera da, đầu DVD, ghế da. Xe này có ghế da màu đen nha cô chú anh chị. Mâm hộp kim nhớt, mâm phay. Đó, chủ động đặc biệt xe này là chủ động cầu sao nha cô chú anh chị. Avenza 2019 đi 65.000 cây có giá là 540 triệu đồng. Avenza 2018 màu bạc. Đi 100.000 cây có giá là 505 triệu đồng. Còn đây là mẫu Innova G. Thì hiện tại Innova G bên Học còn 2020-2019. Đó. Thì xe này thì đã được một người chị của bên khách Học cọc rồi ha.
Innova E 2019. Xe này đi được 16.500 cây, mang biển số, như xe này mang biển số tỉnh. Xe mang biển số tỉnh Innova E. Xe này cũng học cũng mới làm clip đánh giá chi tiết ngày hôm qua đây cô chú anh chị. 2019 đi 16.500 cây, có giá bán là 680 triệu đồng. Xe thì còn gãy nỉ, cô chú anh chị nào mua thì lên cho mình gãy da luôn cho nó sạch ha cô chú anh chị. Ở bên Học có thể hỗ trợ giá 50% bộ gãy da ha. Còn xe này có phim cách nhiệt, viền che mưa, camera gen. Xe này thì rất là đẹp. Nếu cô chú anh chị nào muốn sử dụng mẫu xe lướt thì sản phẩm này cũng rất là phù hợp. Chúng ta đóng chỉ 2% thấy trước bạ rồi cô chú anh chị, rất nhẹ nhàng, không có giống như xe mới đóng 10% phía trước bạ ha. Xe đã có phim cách nhiệt, xe này mọi thứ 4 cái vỏ rồi động cơ hộp số còn nguyên zin theo xe hết đấy, cô chú anh chị. Thì bên Học hiện tại cũng đang còn mấy cái mẫu 2021 đăng ký 2020, xe form mới luôn rồi cô chú anh chị, 740 triệu đồng. Chiếc xe có ga lăng lớn, 4 cảm biến gốc. Fortuner form mới này hiện tại bên Học đang hết hàng nè. Mong cô chú anh chị nào đang có xe Fortuner này hãy liên hệ cho Học, đặc biệt là Fortuner Innova E. Đây là mẫu Ventura 2021. Xe này đi mới 30.000 rồi cô chú anh chị, cũng hoàn tất xong gói công nghệ Maruguri nè. Xe này thì nằm ở trong showroom tiếp khách của tôi, của phòng xe cũ. 850 triệu đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đi 30.000 cây, Ventura 2020. Xe này cũng giữ ghế nỉ nhưng mà có đầu DVD, camera hành trình tích hợp ha, dàn lạnh tự động, khiển tự động. Còn ở phía sau đây là cũng là hai cái sản phẩm mà Học cũng đã quay rồi để gửi chi tiết cụ thể cho cô chú anh chị rồi. Đây là chiếc Innova 2020, đăng ký 2020, form 2021. Đây vậy. Innova biển số tỉnh nè, xe này mới chạy 6.000 cây. Hôm nay cũng đã sắp hoàn thành xong gói Maruguri rồi nè. Cô chú anh chị có thấy nó giống như xe mới chưa? Innova 2020 đang xe form 2021. Nội thất da màu nâu, xe đi 6.000 nha cô chú anh chị, có đầu DVD, có đầu màn hình sẵn. Có 4 cảm biến gốc ha, 2 cảm biến da. Xe 2020 mâm sẵn nè. Xe này 740 triệu đồng, 6.000 cây, biển số tỉnh. Cô chú anh chị nào cảm thấy sản phẩm này để mình giảm được cái tiền phí trước bạ hãy liên hệ liền cho Học nha cô chú anh chị. Sản phẩm này cũng là một sản phẩm hot á. Đây là Vios G, xe này 2019. Xe này đi hơn 50.000 rồi, có giá là 530 triệu đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh 93011 rồi. Vios G, đèn bi và resistor, xe màu trắng. Tay nắm cửa mà rơm. Xe này đợi dọn cái nội thất nữa là xong rồi cô chú anh chị. Xe này cũng xong có Maruguri đây nè. Thì Innova E thì bên Học còn mấy chiếc 2018 giá dao động từ 625 tới 630. Con chiếc chạy hơn 100.000 cây thì bên Học đang chào bán chỉ 605 triệu đồng, 605 thôi. Mẫu Camry này bên Học cũng có một chiếc 2011 nè, đang về. Cũng có mấy anh bên kia quay rồi. Còn mấy này thì Học rồi đi thu mua xe cũ, Học chưa có quay. Còn đây là hai cái sản phẩm mới nè, Rus nè. Xe này mới về nè, chuẩn bị giao cho khách nè. Xe mới về thì nó có những cái tem nè cô chú anh chị. Tem cabo lột ha. Này là Fortuner, máy dầu số sàn. Còn Học thì riêng xe của Học chỉ khi nào mà đổi giá, mà đổi sụt khoảng hơn 10 triệu hoặc 15. Cô chú anh chị có nào muốn tìm hiểu mua xe ở Toyota Tân Cảng, đăng ký kênh của Học. Học sẽ cập nhật bảng giá xe cũ cho cô chú anh chị. Vào khoảng 2 ngày thì Học sẽ cập nhật liên tục cho cô chú anh chị ha. Còn cô chú anh chị nào có để ý các kênh đó thì mong cô chú anh chị thông cảm với Học ha. Riêng Học thì xe thì chỉ quay một lần thôi, khi nào mà thay đổi về chính sách giá nhiều Học mới quay lại, còn mà bình thường thì Học sẽ không quay. Chống trường hợp mà nhiều khách hàng nói Học ơi sao mà mấy anh kia
quay đi quay lại mà gọi là bán rồi đó, thì những trường hợp đó xì bam khách ha, cô chú anh chị để ý dùm Học là khi cô chú anh chị mà coi clip á, đó báo lên hiện lên cái thông báo của trên YouTube của cô chú anh chị á, mà hiện lên mà mình nhấp vào một lần mình coi cái sản phẩm này đã quay rồi nhưng mà vài hôm sau mình lại quay tiếp tục, đó là một trong những trường hợp spam của YouTube hay cô chú anh chị. Còn riêng Học thì không có lấy tiền quảng cáo nhiều làm gì đó, quay chỉ là khi mà cô chú anh chị đã đăng ký cho Học thì Học vui rồi, rất là biết ơn của cô chú anh chị đã yêu thương, thì người ta cảm thấy mình quay clip đàng hoàng thì cô chú anh chị đăng ký, nên là Học không có làm xì bam cô chú anh chị. Thí dụ như chiếc Ford nè, Ford kép nè, bên Học mới mua về nè. Ở xe này thì cô chú anh chị nào xe 2013, xe còn rất đẹp, mới mua về, chưa có làm maruguri luôn, chưa bàn giao cho dịch vụ luôn. Cô chú anh chị nào mua thì xe này chắc khoảng hơn gần 400 á cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cũng muốn mua liên hệ với Học nha. Học mới mua về mà chưa có công bố giá bán, nên cô chú anh chị thông cảm, tại người Học không phải là người quyết định giá bán. Ford kép số tự động 2.3, xe rất đẹp 2013. Cô chú anh chị nào muốn sử dụng hãy liên hệ cho Học để Học báo giá cho cô chú anh chị ha. Còn đây là mẫu VSG, xe này là 530 triệu đồng, có camera hành trình, phim cách nhiệt, viền che mưa, cũng đang hoàn thành, biển số rất là đẹp ha, 066669 màu bạc, 2019, xe đi 72.000 cây. Đây là mẫu Innova số tự động 2019 đó. Học cũng có thông tin rồi mà không biết giá bao nhiêu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho Học ha. Xe này đã lên ghế da nè, phim cách nhiệt nè. Xe này thì còn rất là đẹp ha. Xe màu trắng cô chú anh chị ơi, 2019. Hôm nay thì Học đi làm rất là sớm, 6 giờ. Chưa có mượn được chìa khóa luôn. Hiện tại bên đây đang niêm phong, đóng cửa hết rồi. Nên là Học không có quay được nội thất cho cô chú anh chị ha. Học xin nhắc lại cô chú anh chị nào có nhu cầu bán xe để đổi xe mới, hãy liên hệ cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình 0901224668, hoặc là đăng ký kênh của Học, theo dõi Học để tìm hiểu cho mình những cái sản phẩm mà phù hợp nhất. Rồi gọi cho Học để Học tư vấn về quy trình mua bán xe, thủ tục, giấy tờ. Bên Học có thẩm định giá xe miễn phí cho cô chú anh chị. Ở giờ này có người vô mở cửa nè. Xe này Ventura 2018 thì hôm đó clip thì có anh khách ở Lâm Đồng cọc rồi, xe này đã hoàn thiện gói về thân vỏ nè, đánh bóng đầu một lần, còn đánh bóng hai lần nữa cô chú anh chị, kiểm tra 176 rồi đánh bóng nữa. Đây là dãy xe mới, đây Fortuner 2015 máy dầu, thì hiện tại bên Học đang còn hai chiếc 2016, 2015 này bán rồi, cũng đã hoàn thành xong gói đánh bóng và sơn lại cản trước hay sao, cản trước cửa, mấy cái chỗ chày á bên Học đang sơn lại. Còn đây là mẫu Camry 2019 nè, xe này cũng của bên Học nè, chiếc này nè 2019, 1 tỷ 235 triệu, xe rất đẹp á cô chú anh chị, có cái đuôi cá nè, xe này hầu như là nước sơn zin còn 100% luôn cô chú anh chị ơi. Xe rất đẹp ha, có viền mà rơm nè. Chiếc xe hồi nãy Học đọc là chiếc xe đó bán rồi, chiếc xe nằm ngoài showroom á, chiếc xe này mới là chiếc xe bên Học đang bán nè. Xe này mang biển số rất là đẹp ha, 08079. Dạ vâng, thầy Học xin phép nhắc lại, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thẩm định giá xe miễn phí, cô chú anh chị gửi cho Học hình đầu xe, km đăng kiểm. Cô chú anh chị nào muốn bán xe hay gửi cho Học cũng hình đầu xe, km đăng kiểm, cặp quẹt xe để cho Học định giá. Khi cô chú anh chị ok thì Học đến tận nơi xem xe và chồng tiền tại nhà cho cô chú anh chị ha. Thì Học xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị cùng Học theo dõi tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt tại
Toyota Tăng Cảng. Học sinh chân thành cảm ơn. Học sinh kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.